Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người thứ ba đây. Người thứ ba này cần tôi tư vấn trong khoảng thời gian hơn 3 tiếng, khoảng 3 tiếng rưỡi ha các bạn ha. Thì đây là một người phụ nữ khá đặc biệt. Khi mà cô tư vấn với tôi thì cô muốn nhìn thấy tôi. Khi mà trao đổi face to face vậy thì cô rất là thoải mái. Thì cô lớn hơn tôi khoảng mấy tháng tuổi, tức là cô cũng tầm 30, 43, 44 giống tôi ha. Thì bản thân cô á, thì cô có một cái vẻ bề ngoài khá là đạo mạo, tướng bà chủ đó, tướng của người mà thoải mái về tiền bạc, đầy đủ, gọi là một cái tướng vượng phu. Nhưng mà cô lại rơi vào trong tình trạng cô ở quá, cô mất chồng. Thì cô khi mà nói chuyện với tôi thì cô khá là thẳng thắn, không có gì che giấu hết. Vì cô cũng xem video của tôi rồi và cô cảm thấy cô mến cái cách nói chuyện của tôi. Và đặc biệt là cô này cô cũng ủng hộ cho kênh của tôi khoảng đâu hình như là 500 ngàn ha. Để mà tôi có thể hỗ trợ, giúp đỡ cho một số các tình huống khó, mình có thể lấy một cái mức giá nó rẻ hơn, hoặc là mình miễn phí cho một số tình huống. Như tôi cũng chia sẻ với cô là tôi cũng thực hiện rất là nhiều video miễn phí rồi. Nhưng mà chẳng lẽ mỗi lần mình thực hiện video miễn phí thì mình lại nói miễn phí thì rất là kỳ ha. Trong tình huống khi mà cô gặp tôi thì cô ở quá. Con cái của cô thì rất là ngoan, hiếu thảo, cô được phước như vậy. Và cô đã có một cái tình yêu rất đẹp với người chồng trước khi mất. Mà cô lại là người con có hiếu, con dâu có hiếu, chăm sóc cha mẹ chồng, phụng dưỡng cha mẹ chồng rất là tốt. Đến mức mà sau khi mà cha mẹ của cô á, nhận thấy cô sống đàng hoàng tử tế sau khi chồng mất á, nhiều năm rồi mà không kết hôn, vẫn thăm hỏi cha mẹ, vẫn tử tế đến tận bây giờ vậy. Nên con người không thay đổi. Thì bản thân cha mẹ của cô á, cũng cho cô một cái mảnh đất rất là rộng và có giá trị nữa. Điều này cũng có thể nói rằng ít có người cư xử như vậy với con dâu. Tuy nhiên, xét ở một góc độ nào đó, nếu mà tài sản á, mà mình chưa kịp cho con mình khi mà về già, thì bây giờ mình có con dâu. Tại vì con dâu có con với con của mình, thì cái phần đất đai và tài sản đó thì cũng thuộc về cháu của mình thôi. Thì bây giờ tôi cũng chia sẻ với chị như thế này. Trong cái khoảng thời gian mà chị nói chuyện cùng với tôi, gọi là chị cũng được mà gọi là bạn cũng được ha, chị chia sẻ cùng với tôi á, thì tôi mới nhận thấy một điều như này. Chị á, đã có một người chồng rất là tốt. Hiếm có ai trên đời mà được hạnh phúc như chị trong cái giai đoạn làm vợ. Cha mẹ rất là khó, mà anh ở riêng và anh rất là thương chị. Anh chăm sóc chị và chăm sóc con, để cho chị rất là may mắn ha. Chị rất là may mắn, mặc dù là chị không có nhiều tiền, gia cảnh thì không có phải là dư giả gì, nhưng mà chồng chị luôn chọn những thứ tốt nhất cho chị, luôn yêu thương chị như thế, luôn vì chị như thế. Thế nên là chị được sống trong tình yêu, đó là một cái điều mà chị hạnh phúc hơn tất cả những người phụ nữ khác. Tuy rằng cái sự hạnh phúc của chị nó không kéo dài. Bây giờ chị mới có 43 tuổi thôi mà chị đã ở quá rồi. Thì chị cũng có một khoảng thời gian gần chục năm hay hơn chục năm sống bên chồng, rất là yêu thương. Nên là khi mà chị nói chuyện với tôi, đa phần chị nói chuyện về chồng chứ không nói chuyện về người tình đó. Thì tôi vẫn chia sẻ với chị một cách ngắn gọn như sau. Nếu mà chị hỏi rằng mình có nên lấy chồng nữa hay không á, thì tôi khuyên chị một câu á, tại vì chị đã được ăn món ngon thượng đẳng, thì khả năng cao là chị không có tìm được một người đàn ông nào giống như chồng của chị. Ở cái độ tuổi của chị lại có cái hoàn cảnh như vậy chị nhé. Không phải là tiêu cực, không phải làm cho chị mất lòng tin, nhưng mà vì chồng của chị là một người đàn ông khá là đặc biệt, hiếm có trên đời này, lâu lắm rồi mới được nghe được một cái câu chuyện tình yêu. Rất là nhiều người nói rằng mình yêu một người đàn bà nhưng mà vẫn ngoại tình. Rất là nhiều người đàn bà nói rằng mình yêu chồng mình nhưng vẫn ngoại tình, thì cái đó không phải tình yêu. Cái tình cảm chồng chị dành cho chị, đó tính là tình yêu đó. Nên chị may mắn, chị được hạnh phúc hơn tất cả những người đàn bà khác. Cái hạnh phúc đó nó ngắn ngủi nhưng mà nó đẹp, nên chị nhớ hoài và chị vịn vào đó mà chị có thể sống được. Thế nên là chị sẽ không có ở trong cái trạng thái là
chị thèm khát tình dục, hoặc là chị phải khổ sở về vấn đề sinh lý của chị chuyển biến sau những năm mất chồng. Chị không bị như thế, nên đây cũng là một cái phước của chị nha. Có những người phụ nữ sau khi ly hôn hoặc là sau khi mất chồng, cái khả năng gọi là sinh lý của họ đòi hỏi rất là mạnh và khiến họ phải trượt dài vào những cái gọi là bùn nhơ liên quan đến vấn đề tình ái. Và có những người sống buông thả sau khi mà ly hôn rồi cũng bị bệnh, hoặc là đánh mất chính bản thân mình vì những cái cuộc vui như vậy, và đánh mất lòng tin của mình, và không hiểu tại sao mà nhiều người đàn ông lại không chọn mình làm vợ, mặc dù bản thân người đàn bà đó rất tốt. Đơn giản là người đàn bà đó không hiểu về tâm lý của đàn ông và cứ nghĩ rằng đàn ông giống như cái cách họ nghĩ. Họ cho rằng chồng của họ bỏ họ vì có người thứ ba, vì liên quan đến tình dục. Thế nên là bản thân họ khi yêu một người đàn ông nào đó, họ nghĩ đến cái chuyện là chinh phục người đàn ông đó bằng tình dục. Chính cái suy nghĩ sai lầm đó làm cho những người đàn bà không được chọn để người đàn ông kết hôn với họ sau khi mà người đàn bà đó đã đổ vỡ. Thế nên là bản thân giá trị của người đàn bà đó bị giảm là như vậy. Tại vì họ không có kiến thức trong tình yêu nên họ biến mình trở thành những con thiêu thân lao vào đốm sáng. Thực tế những người đàn bà như vậy là những người đàn bà tốt. Vì sao? Họ không có hiểu biết. Họ yêu như thế nào thì họ thể hiện như thế thôi. Còn bản thân chị á, là cái người cũng được nhiều người để ý đến. Nhưng mà qua một lần họp lớp, chị gặp lại cái đối tượng ngày xưa mấy chục năm về trước mình không bao giờ để ý đến họ. Rồi bất chợt họ nhắn tin sau khi mà họ biết rằng chị rất là nhiều năm chồng mất rồi mà không có yêu ai, không có lăng nhăng với ai, thì họ cũng thả thính, rồi cuối cùng chị lại dính thính. Mà cái đối tượng mà chị dính thính á là một cái người cũng gọi là có chức sắc có quyền, gọi là ông to đấy. Nhưng mà vì cái lý do riêng tư thì em cũng không có hỏi xem ông to đó như thế nào. Tại vì ông to đó thật ra mà nói, cái cách mà ông to đó ông đến với chị thì ông không có yêu chị. Ông đến với chị vì muốn đổi gió thôi. Chị có thể nghe nói là ông lớn ông định ly thân, hoặc vợ ông đang bị ung thư, cái gì gì đó. Nhưng mà chị không tìm hiểu sâu. Vấn đề chính yếu là không phải là anh ta nói như vậy là sẽ kết hôn với chị. Cái việc mà anh ta lâu lâu rủ chị đi cà phê á, rồi chị nhắn tin với anh ta rồi chị lại dính vào anh ta, là không phải bởi vì chị ham muốn tình dục, là cái điều tôi hiểu. Chị không phải là mẫu người như thế. Tuy nhiên á, chị là người khó tánh. Nhưng mà chị mà đã bận tâm về đối tượng đó mà chị đi tư vấn thì rõ ràng chị cũng là cái người vướng mắc vào anh ta rất nhiều. Tất nhiên là chị sẽ bỏ được, bởi vì chị đã nghe rất là nhiều video của tôi liên quan đến vấn đề người thứ ba, cũng như những quả báo trong cái việc làm xấu làm sai. Và chị cũng là một Phật tử gọi là có chức có quyền, có chức có quyền ở trong 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 chùa ha. Nói như vậy để chị tránh đi cái sự nhạy cảm. Nói chung là người chị rất là có phước ha. Khi mà gặp nói chuyện với chị thì tôi thấy là chị là người rất là thân thiện, dễ mến, và chị có một cái khả năng là thuyết phục người khác. Thế nên là cái công việc làm của chị ấy, nó tận dụng được tất cả những cái thế mạnh của chị trong giao tiếp, nên là chị gặp được những cái may mắn hơn những người bình thường vì cái tâm lượng của chị rộng lớn. Thì chị mới hỏi là chị không có mong muốn, chị không có ý định làm người thứ ba, nhưng mà tại sao chị làm người thứ ba? Thì em xin thưa với chị như sau. Bản thân chị là người rộng rãi này, tâm của chị lớn này. Chị rộng rãi với em ngay từ cái việc mà chị bo xì 500 thôi là em đã thấy chị sang hơn người rồi đó. Không giàu hơn người ta nhưng mà sang hơn người. Cho em hẳn 500, cảm ơn chị nhé. Cho em 500 ngàn. Thì vấn đề như thế này chị này. Khi mà chị làm được tất cả những điều tốt đẹp như vậy thì chị phải bị khảo tài chứ. Cái sự mà khảo tài trong cái ngôn ngữ của người học Phật, của cái người tu học á, là chị biết rồi. Đức Phật trước khi mà gọi là đạt được cái sự giác ngộ, tiền bạc này, ma chướng này, gái đẹp, bủa vây để mà gọi là cám dỗ, quyến rũ, nhưng mà Đức Phật vượt qua, Ngài vượt qua được tất cả mọi thứ thì Ngài mới đạt được cái sự giác ngộ tối thượng. Thì chúng ta không thể nào mà đem so sánh bản thân mình với Đức Phật. Đó là một sự so sánh không có
đúng đâu. Nhưng mà khi mà chị trở thành một Phật tử thuần thành, chị là cái người mà tốt, luôn được mọi người yêu thương, luôn được mọi người kính trọng, mà không bị một cái gì vấp ngã trên đường đời, có phải là quá kỳ lạ không? Cái sự hoàn hảo của chị nó hoàn hảo đến 100%, là thấy đã có cái gì đó nó hơi lạ lạ, tại vì không ai hoàn hảo được như thế. Và chị tại sao trở thành người thứ ba? Vì chị bị thử thách trong cuộc sống. Người đàn ông đó chính là một cái sàng để cho chị biết rằng mình đã phạm phải sai lầm, mình cần phải dừng lại và mình không nên làm như vậy, vì làm như vậy là phá phước. Bản thân chị á, làm cái công việc mà sử dụng đến ngôn từ, lời nói mà mình làm những điều sai trái, ảnh hưởng đến con mình, hoặc là cái nhóm bạn đó mà biết được là mình đi ngủ với người bạn cũ mà người đó đang có gia đình, là cái điều gọi là không hay mà mất mặt. Cái này không gọi là tình cũ mà gọi là bạn cũ. Nhưng mà rất nhiều năm thì mình không có tình cảm gì với người đàn ông đó, nhưng mà từ khi mà người đàn ông đó nghe trong cái buổi nói chuyện khi mà họp lớp mà chồng của chị mất bao nhiêu năm nay mà chị không có lấy người đàn ông nào, trong khi á thì câu chuyện người ta đang nói và đề cập đến là một người đàn bà chồng mới chết 8 tháng thôi mà người phụ nữ đã đi lấy chồng khác rồi. Mà bản thân chị á thì rất nhiều năm cô đơn như vậy, nhưng mà chị không có lấy ai, chị không có vướng bận vào tình ái, nên là chị trẻ đẹp hơn so với cái thời mà chồng chị ốm đau bệnh tật. Và chị cũng là cái người mà chăm sóc chồng chị. Trong một số những cái điều mà có phước đức nhất, đó chính là làm được những việc khó làm và phụng dưỡng những người mà sắp mất qua đời, thì điều đó nó tạo nên cái công đức rất lớn, tạo nên cái phước đức rất lớn cho chị. Còn nói về vấn đề của chị được hưởng của hoạch tài. Hoạch tài tức là tiền của không do chị làm ra mà được người ta cho. Thì chị cũng nói là chị xem bói bốn ông thầy. Bốn ông thầy đang đều nói rằng tương lai chị sẽ được người ta cho đất nữa. Mà người đó là ai thì chị không biết. Nên chị nghĩ là cái người đàn ông mà đang là người yêu, là người tình của chị á, là người đó có khả năng cho chị. Thì em thấy rằng cái khả năng này nó hơi phiêu. Nhưng mà cái khả năng cái người cha mẹ ruột của chị hoặc cha mẹ chồng của chị có thể cho chị đất đai nữa, thì cái khả năng đó có khả năng xảy ra. Có thể là mọi người sẽ không tin cái chuyện mà coi bói, nhưng mà chị hỏi em là coi bói nó có đúng hay không, em trả lời cho chị là có những trường hợp rất đúng. Mình không có thể nào mà biết trước được tương lai, nhưng mà có những người người ta biết trước được tương lai mà người ta nói rất đúng, chứ không phải là mê tín, khác nhau nha các bạn. Ví dụ như là có những người thầy bói người ta nói theo cái dạng 30 mùng 1 á, nói kiểu nào cũng đúng á. Ví dụ như nói như thế này này, chị là cái người rất là thương người, ai không có thương người đúng không? Chị là người con có hiếu, cho dù cái đứa bất hiếu như thế nào đi nữa thì nó cũng có lúc thương mẹ, thương cha của nó. Thế này là 30 mùng 1 á, nói về tính cách, nhìn con người, nói chị cũng là cái người mà khổ tâm lắm. Ở trên đời này ai không khổ tâm? Nhưng mà chị là người rất là cố gắng để vượt qua những cái nỗi đau để mà đứng vững ngày hôm nay, là chị cũng cũng siêu lắm. Cái điều đó ai cũng trải qua hết đó, chứ không phải riêng bạn đâu. Thế là nói cái kiểu 30 mùng 1 như vậy là không chính xác. Nói như thế này mới ghê nè. Ví dụ như thế này, cái cô này cô đi coi bói để mà cô sắp kết hôn, thì thầy bói mới nói rằng cô không có lấy được người đàn ông đó đâu, cái người đàn ông đó không phải chồng cô. Đã rồi cuối cùng sự thật là hai người đó không lấy nhau, có cái chuyện tai nạn hoặc là có cái chuyện giấy tờ trục trặc làm sao đó hai người không lấy nhau. Rồi có những cái chuyện như thế này là người ta nói là tháng này hoặc là 2 tháng nữa cô sẽ gặp một cái tai nạn trên đường, không thể nào tránh khỏi được. Đấy, những cái chuyện như vậy là những cái chuyện tương lai xảy ra, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra, thì cái đấy là chính xác, không có phải là 30 mùng 1 luôn, cái đó là chính xác ha. Còn cái chuyện mà chị nói là chị coi nhiều ông thầy đều nói như vậy, thì tôi vẫn nói với chị này,
tôi nói về cái cách duy tâm này làm cho chị thức tỉnh này. Có cái bộ phim á, gọi là bộ phim về đạo Phật á, người ta nói về cái hướng là ở cái làng đó có cái anh gọi là cái anh thầy đồ, anh đi thi, gọi cái bộ phim đó hay cái bộ cải lương đó nó có tựa đề là con chó đá. Thì á, cái con chó đá đó là một cái con chó làm bằng đá, nhưng vì biết rằng cái ông thầy đồ đó, cái anh học sinh đó, anh này sẽ trở thành một cái ông quan lớn ở trong cái huyện đó, thì con chó đá đó mới cúi đầu chào cái ông đó. Thì mọi người, có một số người ta nhìn thấy thì người ta thấy làm lạ. Và cái câu chuyện mà con chó đá cúi chào cái ông thầy đồ đó và ẩn ý là ông thầy đồ này sau này sẽ trở thành một vị quan rất là lớn to ở cái làng đó. Thì khi mà anh này anh biết được cái chuyện là anh sẽ trở thành ông quan lớn vì anh sẽ thi đỗ, thì anh tỏ ra ngạo mạn. Gia đình của anh ta thì đi vỗ ngực xưng tên, nói rằng con của họ sắp làm quan lớn rồi, nên họ đối xử với người khác một cách tệ, ăn thì không trả tiền, rồi hống hách. Thì đến cái đợt thi thì anh ta lại thi rớt. Vì những cái mong muốn của mình khi mà cái sự việc nó chưa xảy ra mà cái tâm mình chuyển thì cũng làm cho kết quả nó chuyển. Có thể số tiền đó là chị sẽ được, nhưng mà do tâm lý của mình ham cầu, mình sẽ mất đi cái phước đó. À, trong cái chuyện mà chị chia sẻ cùng với tôi á, tôi nói với chị vậy nè, có những thứ chị không cầu ước nhưng mà chị được, đúng không? Bằng chứng là mẹ chồng của chị đã cho chị một cái mảnh đất rất là to, mảnh đất đã có giá trị đó, đáng tiền đó ha. Đấy cũng là cái phước của chị, đúng không? Còn nếu mà nói về cái vấn đề mà anh ta có thương chị hay không á, người người tình của chị á có thương chị hay không á, tôi mới hỏi chị về này. Chị tự nhiên tặng cho em 500 ngàn ngoài cái tiền chị tư vấn cho, ngoài cái tiền chị đi tư vấn mà chị phải trả phí cho tôi á, thì tại sao chị làm như vậy? Tại chị thích tôi, đúng không? Chị cảm thấy chị mến tôi, đúng không? Thì rất là cảm ơn chị. Đó, chị ủng hộ cho kênh thì tôi rất cảm ơn. Nhưng mà chị thấy đó, chị làm điều đó với một cái tâm thái hoàn toàn tự nguyện, chứ tôi xin thì chắc chắn chị không cho rồi nè, đúng không? Tôi xin thì chị không cho, mà chị lại còn bị phản cảm nữa. Tự nhiên chị làm điều đó vì chị thích tôi, chị muốn làm cho tôi vui. Vậy thì anh ta có làm điều đó cho chị bao giờ chưa? Anh ta chưa bao giờ làm điều đó cho chị, chứng tỏ là anh ta không coi trọng cái tâm lý vui của chị. Người đàn ông mà không coi trọng tâm lý của chị thì làm sao mà anh ta mang một số tiền rất lớn, đất đai nhà cửa sang tên của chị đứng được. Thêm một cái vấn đề trọng tâm nữa này. Người ta chưa có bỏ vợ hay là vợ người ta chưa có mất mà người ta đem tài sản của họ nhờ chị đứng tên, mà mình đứng tên á thì cũng cũng lạ. Tại vì mình không là gì của người ta. Cái thứ hai nữa là cái thứ mà gọi là không phải của mình á mà mình cố đoạt, hoặc là mình cố mơn trớn, mình kéo, mình mời, mình lôi về phía mình á, nó vẫn không đạt được theo cái ý của mình muốn. Nhưng mà thuận theo tự nhiên vẫn là cái người và cái cách nghĩ của cái kẻ có trí. Thì chị đã học Phật nhiều năm, chị còn làm chức sắc lớn ở trong chùa nữa, thì chị hiểu được điều này rồi đó. Chị đang bị ma chướng khảo tài. Nếu chị vượt qua được cái điều này thì chứng tỏ là chị còn có phước để hưởng được những cái điều tốt đẹp. Ví dụ như hiện tại chị đang có một công việc rất là tốt, chị làm điều gì cũng may. Và tôi tin những cái điều chị nói là sự thật nhé. Chị không phải là người nói khoác. Bởi vì chị mà nói khoác là bản thân tôi cũng nhận ra được nữa đó. Là tôi cũng không có khen chị, tôi cũng không có nịnh chị, mà rõ ràng là tôi thấy sao tôi nói vậy thôi. Tâm lượng của chị rộng lớn, chị thoáng đãng. Tôi cũng chia sẻ thẳng với các bạn xem tivi của tôi, xem cái kênh của tôi như vậy ha. Những người phụ nữ á, mà keo kiết về tiền bạc á, thì nghiệp chướng của người đó rất nhiều. Làm cái gì cũng khó khăn hết á. Làm thì sai, làm tới làm lui, cái số tiền đó còn quá đi, quá cha đi đó. Rồi làm cái gì cũng thất bại. Vì sao? Keo kiệt quá, không có sợi nở. Sợi nở trời cho, bó bó trời buộc. Cho là còn có mất đâu. Gieo nhân, hái quả cũng thâu về mình. Nhưng mà có những người quá keo kiệt về đồng tiền, quá là tăn tiện về đồng tiền, cuối cùng chai ăn mất, cuối cùng bị lừa mất, rồi cuối cùng á là học được một bài học. Đó, bạn hiểu ý tôi nói không? Thì vì mình keo kiệt, mình mới gặp những cái nghiệp chướng như vậy. Còn có nhiều người rất là keo kiệt, suốt ngày quanh năm là bị bệnh. Đó. Nhưng mà có những người ta rộng rãi, người ta thoải mái.
cái đường quan lộ của họ đi rất là thoáng, họ làm cái gì cũng dễ dàng hơn những người khác. Không phải là mình dùng tiền để hối lộ thần thánh, nhưng mà đó là cái tâm lượng của mình muốn giúp đỡ một cách thật lòng chứ không phải là một sự trao đổi. Thế nên là những thứ mà chị có được, nếu là của chị, nhất định nó sẽ tìm đúng về nơi chị. Nhân quả thì không có sai. Tại sao có rất nhiều người vua vé số mà chỉ có người đó trúng mà những người khác không trúng? Có nhiều người nằm mơ thấy con số luôn, đi tìm chiều nó ra đúng con số đó nhưng mà tìm không ra để mua. Đấy. Tại vì mình không có phước, mình sẽ không được. Nếu mình xứng đáng, nhất định cái điều đó nó sẽ đến với mình. Nên khỏi cần phải cầu ước. Cầu được, ước thấy thì cũng là cái chuyện dành cho những người có phước có đức. Chị cũng là cái người như thế. Nếu mà chị còn ham cầu về tài sản, nếu mà chị mong muốn, nếu mà nó là của chị thì nhất định nó sẽ đến với chị. Còn trong cái tình huống mà khi chị đã có nhà, khi mà chị đã có đất đai, khi mà công ăn việc làm của chị rất là thoải mái, khi mà chị có sống một cuộc đời rất là thanh thản, bình yên, mà tự nhiên cái chuyện tình yêu, tình ái nó làm cho chị đảo điên như vậy, thì tôi nghĩ là chị nên dẹp. Tại vì sao? Nó ảnh hưởng đến cái chất lượng giá trị sống của chị. Giờ chị lấy ông chồng, cơm bưng nước rót, rồi phải nhìn mặt chồng mà sống. Mà mình á, thì không có con chung với chồng, rất là dễ đổ vỡ. Bản thân chị đã từng có một cái tình yêu, một cái kỷ niệm đẹp với chồng như vậy, thì ông nào có thể bước vào được thế giới của chị? Tại vì không ai tốt hơn chồng của chị. Thế nên là chị mang cái hoài niệm đó mà chị sống mãi với cái kỷ niệm đó. Chẳng có người đàn ông nào mà có thể thay thế được chồng chị. Đó cũng là lý do chị khó có thể tìm được một cái đối tượng mà chị ưng ý. Chị kể cho tôi nghe cái vụ mà cái anh chồng đó, anh kỹ lưỡng, anh sạch sẽ như vậy nên chị ưng ý, bởi vì chị cũng là cái người sạch sẽ kỹ lưỡng nên chị tìm được ông chồng như vậy chị rất ưng và hài lòng. Còn bây giờ một cái ông nào đó hôi nách, hôi mùi mồ hôi, hoặc là hút thuốc, hoặc uống rượu, hoặc là nói những cái lời dung tục, sao mà hợp với chị, đúng không? Nên thôi, mình á, cảnh nào thì mình chịu cảnh đó. Trong kinh Pháp Cú cũng có một câu khuyên chúng ta là Pháp Cú câu 61, Phẩm Ngu có một cái câu nói rằng: nếu tìm không gặp bạn hơn mình hay ngang mình, thà quyết sống một mình chứ không làm bạn với kẻ ngu. Đó. Nếu mà chị nghĩ được như vậy thì tốt nhất không nên chọn những cái chướng duyên, ác duyên để mà làm trở thành duyên. Vì điều đó nó không tốt cho chị. Ha. Cái duyên tốt đẹp nó sẽ đến với chị nếu mà nó xứng đáng với chị. Nhưng mà kiểu người của chị nó ở cái tầm nó cao nên là hiếm có cái anh nào mà sau khi bỏ vợ hoặc là vợ chết mà đạt được tiêu chuẩn như chị lắm. Như chị mong muốn á, hoặc là đạt được như cái tầm chồng chị đã dành cho chị. Thì chị sẽ là cái người khó lấy chồng á, khó tìm được bạn tình. Vì sao? Chị ở cái phẩm ngon quá rồi. Chị sẽ khó tìm được một cái đối tượng mà nó như ý chị muốn. Rất là khó. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên chị rằng không tìm được đúng cái người như mình cần thì mình không nên vội vàng, cũng như là mình không nên lao về cái phía mà mình cứ gọi là mình có cảm giác mình nhờ vả người ta về tiền bạc là không được đâu chị nhé. Mình phải dựa vào chính mình, bản thân của chị có đủ bản lĩnh thì chị không nên mưu cầu về tiền bạc khi mà tiền bạc không phải là một cái miếng mồi nhử để khiến cho chị phải như vậy. Có thể là chị sẽ được tiền, hoặc là chị có thể sẽ được như những gì bốn ông thầy bói kia nói. Nhưng mà thời gian sẽ cho chị câu trả lời ai là cái người cho chị cái số nhà, số đất, số đai đó. Đâu có nhất định là anh ta đâu. Chị nghĩ là mẹ chồng chị đã cho rồi. Mẹ chị thì không biết có cho hay không. Mẹ chị chưa cho đúng không? Thì có khả năng mẹ chị, mẹ ruột của chị cũng sẽ cho. Hoặc là chị trúng số. Thế nên là cái vấn đề này á, tương lai sẽ trả lời cho chị. Còn chị hỏi á, là tôi có tin là thầy bói nói đúng hay không á, thì tôi trả lời với chị là có những thầy bói rất là cao siêu và họ có thể nói được đúng chính xác ngày giờ của cái người mất, ngày giờ của cái người mà có thể kết hôn với một số đối tượng nào đó. Có những người coi rất là hay, tôi không phủ định điều này và tôi không có nói là tôi khuyến khích các bạn đi coi bói. Nhưng mà có những người, người ta có những khả năng rất là đặc biệt như vậy. Nếu mà họ không thật sự tài giỏi thì không có ai tìm kiếm họ đến mức mà đông nghẹt vậy đâu. Người ta phải có thấy một cái điều gì đó ở nơi người như vậy nên người ta mới đi tìm chứ.
chứ không có ai mà dễ dàng và ngốc nghếch để bị lừa đâu. Thế nên là trong tình huống này của chị thì mình chờ xem cái người mà cho chị tài sản là ai. Tuy nhiên vẫn nói với chị rằng chị không phải là người thiếu tiền, tâm lượng của chị rộng rãi thì đừng có nên cố chấp vào cái vấn đề đó. Vì truy cầu tài sản, truy cầu theo những cái điều mà biến mình trở thành nô lệ của nó và mình khổ sở về nó, mình mong mà mình không được thì mình sẽ khổ, thì đó không phải là cách xử lý của người có trí chị nhé. Hy vọng rằng chị sẽ sớm vượt qua được cái trở ngại này và trở thành thiện tri thức của rất là nhiều người, vì tấm lòng của chị, con người của chị rất là nhiều người đang cần và chờ. Chỉ cần chị loại bỏ những cái điều tồi tệ, xấu ác nơi chính bản thân chị cần phải gợn đục hơi trong, thì những ích lợi của chị mang đến cho đời, cho đạo rất là có ý nghĩa chị nhé. Rất là cảm ơn chị đã chọn tôi là người tư vấn, rất là cảm ơn chị đã ủng hộ cho kênh. Hy vọng rằng mọi người sẽ liên hệ với tôi để nhận được lịch trình tư vấn trong tháng 4 với cái giá yêu thương và đầy khuyến mãi cho những cái đối tượng đang nghe xem những video của tôi bạn nhé. Xin chào và hẹn.